bạn. Hôm nay á là giới thiệu với các bạn á, là cái này á, là dùng trong cái toilet của Nhật á. Là cái này á, là mọi người Nhật á, rất là thích, rất là quan trọng cái toilet của mình á. Rất là lúc nào cũng phải sạch sẽ. Theo như mà mẹ chồng mình nói á, là người Nhật á, rất là chú trọng về việc cửa ra vào ở nhà, với lại và đặc biệt là có toilet, nếu mà lúc nào cũng phải sạch sẽ, nếu như mà muốn may mắn được đến với mình á, là nhất là quan trọng là cái cửa với có toilet là lúc nào cũng phải sạch sẽ. Nên á, anh ra lúc khi mà mình mới đến Nhật á, thì lúc nào mà mình rất là ngạc nhiên khi mà thấy cái toilet của Nhật á, nó rất là sạch. Không hiểu lý do mà so với Việt Nam hay là so với nước khác thì mình cũng không biết, nhưng mà so với Việt Nam thì nó sạch đến mà bất ngờ luôn đó. Nên thành ra sau này mới được nghe mẹ chồng mình nói là nếu như mà muốn điều may mắn đến với mình á, thì toilet nhất định phải sạch đó. Nên thành ra người Nhật người ta quan niệm như vậy á, nên thành ra mình thấy mỗi khi mà mới tới Nhật á, trời ơi, toilet gì đâu mà sạch dữ luôn á. Với lại á, trong ra toilet á, vừa sạch sẽ mà vừa thơm nữa. Mỗi lần mà muốn đi toilet á, là mình chưa muốn ở trong toilet luôn đó. Nên thành ra bây giờ á, là chồng anh xã nhà mình á, phải mua cái này. Mua cái này là để khử mùi trong toilet. Cái này là để vệ sinh toilet á. Vị của hương, cái mùi hương của nó là vị mô đã trái đào á đó. Chẳng những là nó có mùi thơm nữa, mà nó còn làm sạch cái bồn cầu của mình đó. Còn bây giờ để mình đi lên toilet để mình lắp ráp thử cho mấy bạn coi nha. Còn bây giờ là mình sẽ đem gắn vào toilet và để mình coi hướng dẫn sử dụng nha. Là mở cái này ra, cái này là ấn vô trong đây thôi. Mở và cái này là nè, giống như cái này dưới hình nè. À, mình lật ngược nó lên nha. Nắn nhau rồi. Kế tiếp thì mình lật ngược nó lại. Đây, mình đẩy vô toilet này. Đây là toilet nhà mình. Đây là cái bồn trong toilet. Đó. Sau cùng là mình phải ấn coi nó có ra hay không á, ấn thử. Người ta hồi nãy nó kêu là hồi nãy trong hướng dẫn sử dụng kêu là ấn 2 hoặc 3 lần, thì mình để ấn thử 3 lần nha. 1 2 bọt nó lên nè, có nghĩa là nó đã ra rồi đó. Đó, để mình xả nước thử nha. Đây. Cái loại này á, là loại không có màu. Thì bạn mấy bạn thấy nó màu hồng gì vậy á, nhưng mà nó ra là nó sẽ không có màu. Rồi. Mùi của Momo á, nó ra mùi của Momo thơm ghê luôn á. Còn đây á, người Nhật á rất là quan trọng cái toilet nè, thành ra mình lúc đầu tiên mình rất là bất ngờ. Đây nè. Ở Việt Nam của mình á là có cái bên toilet là có cái vòi xịt để khi mình đi toilet xong cái mình rửa. Còn ở Nhật á thì nó không có loại vòi xịt đó, mà loại vòi xịt của nó đây là nó ra bọt nè. Cái bọt này á là nó sẽ
giúp nó vệ sinh, vệ sinh ở phía bên trong đây nè, là vệ sinh phía bên trong đây nè, bên trong đó, trong toilet mà có rất là nhiều vi khuẩn đó, thành ra cái bọt này nó giúp vệ sinh ở trong đó cho nó sạch, nó sẽ giết hết cái vi khuẩn đó. Đây mình quay trở lại cái vấn đề này nha. Đây á, là ở Nhật á, thì nó không có cái vòi xịt cầm tay giống như Việt Nam mình đâu, nó chỉ có cái này đó. Đây là mình đổ đít nè, đây nè, mình thấy hình là thấy tay mình không có, mình thấy hình là mình biết là nó sử dụng. Đây là phụ nữ nè, dành cho nữ nó. Còn đây là độ mức độ nước, nước lớn và nước nhỏ nè. Có âm thanh nữa bạn. Còn đây là nước, mức nước của nó. Bạn muốn nước mạnh hay nước mạnh hay nước yếu thì nó mình điều chỉnh ở đây. Nó rất là tiện, mình thấy nó rất là tiện luôn á. Mình đâu có cần phải làm gì đâu, mình phải ngồi, mình chỉ ngồi đây thôi à. Đó, mình chỉ ngồi đó. Đó. Xong á, mình khi nào mà mình đi toilet xong á, thì mình ấn đây để mình rửa. Ở trong đây có cái vòi, mình ấn xong là trong đây nó có vòi, nó sẽ xuất hiện ra cái vòi để mà nó rửa cho mình á. Mình ấn thử nha. Cho mình nói là nó sẽ bắn ra, sẽ ướt hết đó, làm ra nói là thôi. Ở trong đây là nó có cái ống, khi mà mình ấn những nút này á thì nó sẽ ra cái, nó đưa ra cái ống để mà nó xịt nước ra để mà nó rửa cho mình. Nè, ở nhà mình á, là mẹ chồng mình á, rất là quan niệm, cái rất là tin tưởng, ví dụ mà cái chuyện mà cái cửa ra vào với cái toilet á là sẽ đem may mắn, sạch sẽ thì sẽ đem may mắn cho nhà, nên thành ra lúc nào á trong toilet nhà mình á lúc nào cũng có dụng cụ để mà rửa toilet hết. Đây là dụng cụ rửa toilet. Còn đây là mùi hương. Mùi hương khi mà mình đi mình sử dụng xong toilet á thì mình có thể lấy cái này nè, là mình xịt ra, là nó khử cái mùi của mình, cho cái người tiếp theo á sẽ không có phải khó chịu với cái mùi của mình đó. Nhà của mình lúc nào cũng phải có hai dụng cụ này á. Còn đây, cái này là để rửa toilet á, là thành ra nhà của mình á lúc nào cũng phải có cái này. Cái này ra đây mình xịt ra là mình rửa thôi, rất là đơn giản luôn á. Đó. Những cái bọt này nó con như vậy á, chứ mà nó sẽ giết được những cái vi khuẩn á, nó không có lâu cho mình đợi mình. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi á, là mình thấy mình vô mỗi ngày chỉ làm một chút xíu vậy thôi, là mình cảm thấy mình vô toilet mình ngày nào cũng được sạch sẽ, cũng được thơm mát hết trơn. Chào.